Xin, xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi ngay sau đây tạp chí Địa ốc trên kênh FBNC. Trong tạp chí Địa ốc tuần này thì chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị các thông tin quan trọng sau đây. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 thì mới có thể thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Korea ủng hộ định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 1 phần 3 quỹ đất nông nghiệp của thành phố. diện tích tách thửa tối thiểu tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 36 m2. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thì tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn chưa thể thông tàu theo kế hoạch dự kiến là ngày 9 tháng 11 vì chưa khắc phục xong điểm bị sạt lở do cơn bão số 12, dự kiến thì chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 mới có thể thông tuyến. Để đạt được tiến độ đề ra thì ngành đường sắt đã huy động vật tư, máy móc thiết bị, nhân lực để tập trung thi công hoàn thành việc sửa chữa chậm nhất trong ngày 15 tháng 11. Dù đã huy động vật tư, thiết bị và hàng trăm công nhân tham gia sửa chữa, nhưng do địa hình thi công phức tạp, một bên là vách núi, một bên là biển, trong khi ray đường sắt treo leo ở độ cao 30m so với mực nước biển. Mặt khác do địa hình hẹp không thể đưa máy móc vào thi công nên công nhân phải thi công hoàn toàn thủ công. Vì thế không để thông tàu theo kế hoạch dự kiến vào ngày 9 tháng 11 trong thời gian chờ khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Ngành đường sắt vẫn duy trì chạy tàu hàng ngày. Khi đến các điểm bị tắc nghẽn, hành khách sẽ được chuyển tải bằng ô tô đến các ga tiếp theo để đi tàu. Trước đó ảnh hưởng cơn bão số 12, mưa to đã làm sạt lở tại khu vực đèo cả, gây uy hiếp an toàn chạy tàu nên phải phong tỏa để sửa chữa. Nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất trong công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horia cho rằng hiệp hội này rất nhất trí và hoàn toàn ủng hộ định hướng chuyển đổi khoảng 1/3 quỹ đất nông nghiệp của thành phố sang làm đất công nghiệp, dịch vụ và đất đô thị. Theo số liệu của Horia, hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có trên 118.000 ha đất nông nghiệp nhưng chỉ đem lại giá trị khoảng 6.500 tỷ đồng, chiếm 0,98% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn giá trị gia tăng từ đất nông nghiệp của thành phố chỉ đạt khoảng 55 triệu đồng một hecta. Trong khi đó, thì diện tích đất công nghiệp, dịch vụ của thành phố hiện chỉ đạt hơn 14.200 hecta, nhưng đã tạo đến 99,11% GRDP, tương ứng với gần 727.000 tỷ đồng. Giá trị gia tăng từ đất nông nghiệp và dịch vụ đạt 50,9 tỷ đồng một hecta. Tuy nhiên, Horea cũng cho rằng thành phố vẫn cần giữ lại quỹ đất nông nghiệp ở mức cần thiết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại, trở thành trung tâm về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ nuôi trồng mới, tiên tiến và cũng cần giữ lại quỹ đất dự trữ cho thế hệ tương lai của thành phố. Với nhận định này, thì Hiệp hội ủng hộ định hướng chuyển đổi khoảng 1 phần 3 quỹ đất nông nghiệp của thành phố thành đất công nghiệp, dịch vụ, đất đô thị. Theo tính toán của các chuyên gia, thì việc chuyển đổi này sẽ giúp cho giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố tăng lên 2,73 lần và tạo điều kiện phát triển rất mạnh về nền kinh tế và thị trường bất động sản của thành phố trong thời gian tới. Trước đó trong cuộc họp về cơ chế quản lý dự án theo hình thức đối tác công tư mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng nêu vấn đề về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của thành phố. Thành phố này là 200 200 là 9.555 ha. À, thì à, riêng cái diện tích đất nông nghiệp đã chiếm 56,2% rồi. À, trong khi đó nông nghiệp hiện nay chỉ tạo ra 0,8% tổng giá trị sản phẩm dịch vụ của thành phố thì còn lại là hơn 99% là tạo ra từ ngành công nghiệp dịch vụ Thì cái đó bây giờ phải tính lại cái hiệu quả, cái cơ cấu sử dụng đất Thế nào để cho nó có hiệu quả khi trong trong cái diện tích đất nông nghiệp như thế nào Tuy nhiên ông Phong không nói rõ liệu thành phố có đang tính đến việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất hay không Thưa quý vị, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo mới nhất về sửa đổi quyết định số 33 quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa trên địa bàn. Theo đó, diện tích tối thiểu để tách thửa rất cởi mở so với dự thảo cũ lẫn quyết định 33 năm 2014. Theo dự thảo lần này, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 gồm có các quận nội thành 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú có diện tích tối thiểu khi tách thửa là 36 m2, chiều rộng không nhỏ hơn 3 m. Khu vực 2 gồm có quận 2, 7, 9, 12 Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện có diện tích tối thiểu khi tách thửa đất ở là 50 m2, chiều rộng không nhỏ hơn 4 m. Khu vực 3 gồm có các huyện còn lại trừ khu vực thị trấn diện tích tối thiểu tách thửa đất ở là 80 m2, chiều rộng không nhỏ hơn 5 m. Diện tích tối thiểu tại ba khu vực trên được coi là thấp nhất từ trước đến nay. Đối với đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp được phép tách thửa. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa mới giao cho các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch và công khai thông tin quy hoạch qua mạng internet và điện thoại di động thông minh, chậm nhất là đến hết tháng 11 2017 phải triển khai rộng rãi trên nhiều quận huyện. Với ứng dụng này thay vì phải lên các cơ quan chức năng xin cung cấp thông tin, người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng smartphone để tra cứu các thông tin liên quan đến tình hình quy hoạch từng thửa đất, căn nhà. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai phần mềm, chậm nhất đến hết tháng 11 năm 2017 phải triển khai rộng rãi trên nhiều quận huyện. Người dân có thể truy cập phần mềm theo hai cách: trực tiếp vào trang thông tin điện tử thông tin quy hoạch chấm hồ chí minh city gov vn hoặc tải ứng dụng thông tin quy hoạch thành phố hồ chí minh bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng vân vân. Được biết, hiện nay một số quận huyện trên địa bàn thành phố đã đưa vào ứng dụng phần mềm giúp người dân tự xem quy hoạch như quận chính Thủ Đức, Bình Thạnh, vân v, .v. Sau đây là các tin tức bất động sản nổi bật ở thị trường thế giới. Hồng Kông là thị trường dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về các giao dịch khách sạn trong quý ba vừa qua. Chuyên gia CBRE nhận định nên hạn chế đối tượng được mua căn hộ 25 m2.